Ngày 28 tháng 2, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hội An tổ chức chương trình thông tin tập huấn chuyên đề chia sẻ thông tin dự báo thị trường khách du lịch Hội An năm 2024 và quản lý sử dụng dữ liệu thông tin khách hàng kinh doanh lưu trú. Hơn 70 đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp lưu trú, vận chuyển, lữ hành, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tham dự. Năm 2023, có 4 triệu lượt khách đến Hội An, tăng 99,79% so với năm 2022. Trong đó, khách quốc tế 3 triệu lượt, tăng hơn 327% so với năm 2022. So với năm 2019, tốc độ phục hồi khách quốc tế lưu trú tại Hội An năm 2023 là 84%. Lượng khách đón từ thị trường châu Á đạt 99%. Tỷ lệ khách lưu trú qua đêm tại Hội An đạt 43%, tăng 9% so với năm 2019. Phân tích dựa trên dữ liệu thống kê khách quốc tế lưu trú tại Hội An từ 2019 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Abot trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty nghiên cứu thị trường và giải pháp dữ liệu thấu hiểu du khách tại Việt Nam và khu vực châu Á Thái Bình Dương APAT nhận định đặc điểm cơ cấu thị trường khách quốc tế đến Hội An đa dạng, mức độ phụ thuộc thị trường gửi thấp, cơ cấu thị trường ổn định, sự dịch chuyển dòng khách từ các thị trường không nhiều. Cùng với đó là sự xuất hiện của các thị trường mới với tốc độ tăng trưởng cao và tỷ trọng lớn. Thế ở Hội An thì thực tế là mình phải nói một điều là chưa áp dụng cái công nghệ và để phân tích thị trường nó được tốt hơn, mà hầu hết là cái thị trường mà khách đến Hội An ấy thường là từ xưa nay là khách tự mang đến, còn để mà làm marketing chuyên sâu như các vùng khác thì chưa được tốt lắm. Cho nên đây là một trong những cái mà hội thảo mà mình thấy sẽ có rất là nhiều cái hay cho các doanh nghiệp để áp dụng, và đặc biệt là nếu mà có các cái dữ liệu như này thì mọi người về, các doanh nghiệp về có thể là áp dụng và để đi sâu vào cái thị trường nào nó đang tiềm năng, thị trường nào nó đã có và thị trường nào nó còn tương lai nữa, thì mình sẽ thấy đấy là một cái hay. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn Abot, kể từ đại dịch Covid-19, xu hướng du lịch ít tương quan chặt chẽ hơn với các động lực kinh tế vĩ mô truyền thống. Các yếu tố chi phí cao kéo dài có thể làm giảm nhu cầu đi lại liên tục, trong đó lạm phát, chi phí du lịch tăng, giá vé máy bay cao. Thêm vào đó, tâm lý tiêu dùng cho du lịch khác nhau lớn giữa các thị trường. Dù vậy, chỉ số niềm tin người tiêu dùng cho thấy ý định đi du lịch vẫn tăng ở một số quốc gia, nhưng đang giảm ở một số thị trường nguồn chính. Đáng chú ý là ở châu Âu. Sau 2 năm phục hồi, du lịch Hội An đứng trước những cơ hội và thách thức mới trong quá trình phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút du khách quốc tế. Novos có được vinh dự là đồng hành cùng cái trung tâm thông tin để có thể cung cấp với chuyên đề ngày hôm nay. Thì trong cái bước hôm nay thì sẽ tập trung trao đổi về cái tình hình thị trường của Hội An như thế nào, cái sự khác biệt để làm cho có một cái sự chuẩn bị cho doanh nghiệp để có thể có được cái định hướng để tiếp cận cũng như là thu hút khách trong cái giai đoạn mới này, trong những cái công cụ để có thể làm được cái việc mà định hướng phát triển thị trường cũng như thu hút khách tốt hơn, tức là ứng dụng cái dữ liệu vào trong cái hoạt động. Thì đây là một cái xu hướng mới cũng như là trong nó ứng dụng trong tất cả các ngành, du lịch nó cũng không ngoại lệ. Và du lịch thì cái dữ liệu về du khách nó rất là nhiều, nhưng mà hiện tại cái hiện trạng là cái việc ứng dụng nó vào trong cái vận hành như thế nào, có giới thiệu vào các cách thức để có thể đầu tiên là nhìn vào những cái dữ liệu từ cái dữ liệu thống kê thì nó sẽ nói lên câu chuyện gì. Hội An thì nó nằm trong cái bối cảnh chung của du lịch Việt Nam. Việt Nam đang trong cái đà phục hồi lại, tuy nhiên Hội An nó sẽ có một sự khác biệt một chút xíu về cái đặc điểm cơ cấu khách. Khi nhìn vào cái số liệu á, thì mình sẽ thấy được là cái cơ cấu khách Hội An nó khá là khác, cho nên là cái dự báo phát gọi là trở lại của khách Hội An nó cũng sẽ khác một chút xíu so với khách Việt Nam. Thì trong giai đoạn năm 2024 thì khách dự báo khách sẽ trở lại đạt mức 2019 hoặc thậm chí hơn theo như cái xu hướng phát triển chung của nước mình cũng như là cả cái khu vực. Được biết, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam hiện đang triển khai việc khảo sát chi tiêu và thông tin từ du khách. Dữ liệu từ cuộc khảo sát chi tiêu sẽ giúp phân tích các đặc điểm thông tin du khách, xác định đặc tính chi tiêu của du khách khi đến Quảng Nam, đánh giá chất lượng trải nghiệm của du khách. Từ đó, đề xuất các định hướng, giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, thu hút thị trường khách tiềm năng và thúc đẩy tăng trưởng chi tiêu của du khách khi đến Quảng Nam.